2 năm vừa qua, COVID-19 là cái câu chuyện nóng bỏng thời sự trên toàn cầu. Và có thể nói là một cái con vật mà chúng ta không nhìn thấy nhưng mà làm cho cả toàn thế giới điêu đứng. Hôm nay chúng ta họp ở đây cũng là vì cái con COVID này. Và đây thực sự nó là đại dịch nhưng đồng thời cũng là một cái đại họa về y tế và đại họa về kinh tế. Đã lấy đi sinh mệnh của trên 5 triệu người trên thế giới, hơn 2 vạn người ở Việt Nam, ngành y tế cũng điêu đứng. Thế còn riêng với các doanh nghiệp ý, thì về mặt đại họa kinh tế thì đây đúng là cũng là cái đại họa dành cho các doanh nghiệp và người lao động. Và trong cái giai đoạn vừa qua chúng ta cũng phải ghi nhận là các cái doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện cái tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội cũng như là sự kiên cường khi vừa đóng góp với xã hội hàng chục ngàn tỷ đồng hỗ trợ cho cái công cuộc chống dịch của toàn quốc, đồng thời là cũng chăm lo cho người lao động của mình. Và đây tôi muốn nhắc đến cái sự hỗ trợ chia sẻ ở 3 cái khía cạnh. Thứ nhất là việc làm. Mặc dù COVID rất nặng nề, đặc biệt khu vực phía Nam, nhưng các doanh nghiệp vẫn kiên cường, cố gắng giữ được việc làm, sản xuất kinh doanh, từ đó có thu nhập cho người lao động. Đặc biệt những doanh nghiệp mà phải áp dụng 3 tại chỗ là chi phí lên đến rất nhiều tỷ đồng. Có hàng chục tỷ đồng để giữ được sản xuất mặc dù không hoàn toàn không còn có lợi nhuận. Cái chia sẻ thứ hai là vẫn cố gắng để lo thu nhập cho người lao động. Những người mà ở 3 tại chỗ thì có thu nhập cao hơn. Những người phải nghỉ việc, giãn việc hoặc là tạm thời nghỉ việc thì vẫn có một cái khoản thu nhập tối thiểu. Và cái thứ ba là chia sẻ hỗ trợ về mặt đời sống. Trước hết là chăm sóc y tế, đảm bảo cái chăm sóc tiêm vaccine và sức khỏe, phối hợp cùng với các cơ quan của nhà nước. Và rồi cũng phải chia sẻ, chăm lo về chỗ ở, làm việc với các cơ sở cho thuê nhà để giảm bớt cái chi phí cho người lao động. Và rồi kể cung ứng thực phẩm trong những ngày khó khăn đó là cũng vô cùng lớn. Và đặc biệt là cái sức khỏe tinh thần nữa, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động trong những ngày đấy. Báo cáo quý vị là những nơi mà thực hiện 3 tại chỗ, 2-3 tháng là vấn đề tinh thần cho người lao động là cực kỳ lớn. Thế còn, nhưng đấy là câu chuyện đã qua. Thế còn câu chuyện sắp tới thì chúng ta phải hỗ trợ tiếp như thế nào cho người lao động? Thì tôi cho rằng chúng ta cần phải hỗ trợ cho người lao động chính những điều họ cần nhất. Đầu tiên đó là việc làm và thu nhập. Vậy thì doanh nghiệp phải phục hồi và đón tiếp những người lao động trở lại và đào tạo lại cho người lao động. Thứ hai nữa là phải đảm bảo được cái an toàn sức khỏe, vaccine và chăm sóc y tế cho người lao động. Nếu như không đảm bảo cái này thì người lao động không thể an tâm làm việc. Nhưng theo tôi đó cũng là 2 cái nhu cầu trước mắt, ngắn hạn thôi. Còn về lâu dài, như hôm nay chúng ta bàn về phục hồi và phát triển bền vững, thì chúng ta phải hướng đến một cái mục tiêu mà như cha ông chúng ta thường nói, đó là với người lao động phải an cư, lạc nghiệp. Chúng ta không thể để người lao động trong cái tình trạng mà ở trong những cái nhà trọ mấy mét vuông, điều kiện rất khó khăn, thì rõ ràng khi dịch bệnh ra là chúng thấy là họ sẽ bỏ đi hết. Và chúng ta hướng đến mục tiêu mà Đại hội 13 đã đề ra là đến năm 2045 chúng ta trở thành nước phát triển, thì chúng ta không thể chấp nhận để người lao động sống như vậy nữa. Và ngay từ ngày hôm nay, chúng ta nhân cái dịp này, chúng ta phải xúc tiến ngay một chiến lược, một chương trình đảm bảo chỗ ở cho người lao động an cư. Có an cư thì họ mới an tâm. Và có an cư thì mới không xảy ra những cái tình trạng hàng triệu người rời bỏ các địa phương như vừa rồi. Thì theo tôi đây là một cái chương trình hết sức quan trọng, một cái mục tiêu chúng ta cần hướng đến. Và doanh nghiệp thì sẵn sàng làm cái này, nhưng cần có cơ chế của nhà nước, có chính sách nhà nước tạo quỹ đất, tạo các điều kiện ưu đãi để doanh nghiệp tạo dựng cái chỗ ở ổn định, an tâm, lâu dài cho người lao động. Cái ý thứ hai là lạc nghiệp. Lạc nghiệp là sao? Phải có một cái việc làm ổn định, có thu nhập tốt. Như vậy thì chúng ta phải có một cái chương trình quốc gia để đào tạo các kỹ năng nghề cho người lao động. Rồi cũng phải giúp các doanh nghiệp dịch chuyển trên cái chuỗi giá trị sản xuất để làm sao có cái thu nhập cao hơn cho người lao động. Vừa rồi chúng ta thấy những cái doanh nghiệp mà thâm dụng lao động thì người lao động là vất vả nhất và chăm lo cho người lao động là khó khăn nhất. Còn những lao động mà ở chuỗi cao hơn trong chuỗi giá trị, ở vị trí cao hơn ấy, thì thường chăm lo tốt hơn cho người lao động. Như vậy, Việt Nam chúng ta phải dịch chuyển và đây cũng cần một cái chiến lược của chúng ta. Và chúng ta cũng phải thấy rằng là phải cơ cấu lại tổng thể lực lượng lao động ở Việt Nam. Chúng ta dần bỏ những cái
những cái lao động phổ thông mà dịch chuyển sang những lao động cao ở cái bậc cao hơn, đồng thời là lao động tại chỗ để tránh sự dịch chuyển lao động quá lớn như vừa rồi, khi hàng triệu lao động dịch chuyển như vậy thì đây là câu chuyện quản lý lao động thì rất là khó. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng để làm cái đấy doanh nghiệp rất muốn làm, nhưng muốn làm được thì cần phải có chính sách, phải có thể chế, cơ chế mới. Và bây giờ chúng ta bình thường mới thì chúng ta cần phải có một thể chế mới. Và tôi cho rằng chính cái COVID-19 này nó tạo áp lực cho chúng ta, động lực cho chúng ta. Và đây là cơ hội lịch sử, cơ hội vàng để chúng ta đột phá về thể chế. Nếu như Đại hội 13 đưa ra 3 đột phá trong các đột phá thể chế, thì còn 4 năm nữa chắc không bao giờ có cơ hội tốt như bây giờ. Đó, đây chính là cơ hội để chúng ta đột phá về thể chế. Cho nên tôi cũng đề nghị là doanh nghiệp cũng có nguyện vọng và mong muốn thì chúng ta cần có những cái gói cải cách về thể chế ngoài những cái gói hỗ trợ, vì để phục hồi cần những gói hỗ trợ, nhưng để phát triển bền vững thì cần có thể chế. Do đó gói thể chế này nên cũng là một phần trong cái chương trình phục hồi bền vững của chúng ta. Và tôi cho rằng đây mới là gói cứu trợ mà doanh nghiệp mong mỏi nhất. Và cuối cùng tóm lại thì tôi thấy rằng là để phục hồi và phát triển một cách bền vững thì cần một cách tiếp cận mới, nhận thức mới, cần các chính sách và thể chế mới. Xin hết vang. Xin rất là